Đủ to đủ mọi vị, nó khô nó nhiều cái mặt dở đâu, dở ba chi vậy chồng. Lỡ gì? Lỡ gì? Có gì mà lỡ? Chả sao lúc đó ông lỡ? Gì không biết. Giờ em phải dẫn cho ba rồi, không phải gì à? Giờ em cứ cho rõ ràng mới gì cho gì à? Sao anh im lặng đi? Chuyện giờ sao bây giờ? Nếu mà em con vô đây dài mà anh đỡ em đứng dài nè anh. Bây giờ tôi đi, con đi à nội, giờ con ở đây đâu nữa con giờ. Người ông sao ông trơ trẽn vậy chứ? Nó nãy giờ sao anh im đâu vậy? Anh giải quyết cho chị em bây giờ chứ? Trưa nắng nóng mà cứ đứng bách ở đây là sao? Anh mày thấy chưa? Mày làm rích rối trong nhà thấy chưa? Vợ có hai ba đứa con trai có gái có mà cứ bị đàn đi rồi bây giờ là xảy ra dài tục có sự dài giờ giờ anh cứ chưa biết làm sao? Trong hang đầu nó đi xuống cương đầu mày kêu ông đó ông quên mày kêu ông đó đéo hàng này chứ ông ơi không lại chuyện nào cũng còn đéo hàng đi lại mình cứ gọi anh đi công chuyện chút anh giờ đi đâu giờ cháu đi đâu nhắn ngày má thấy anh nhắn kìa để giờ em nghe ai gọi ông chiếp 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 có nói không thâu nha. Ở nhà đâu hàng em không có đi nữa. Đồ anh nói thiệt ở chứ sao? Tại sao mà anh hầu toàn trước anh đẹp trai vậy mà anh cưới em ta? Anh nghĩ vô đi mà. Phải ông đừng nói chuyện mưa. Mở cửa lên, mở cửa kìa, đội khách lấy đồ kìa. Giờ em mình mở đi, anh đang làm đây mà có bãi đồ đây. Người ta lấy đồ thì lên mở cửa chứ. Em buông bát người ta lấy đồ em nhanh em. Không, em thấy anh Trình. Quên đây. Hầu trước anh có việc em nhớ giờ anh đang lý anh á. Anh mới cứ nó. Có nói không nghe mà. Chị tìm ai? Không nghe ông chị. Nâng em nâng ông. Khi mà có chuyện gì ông chị? Nhà chị đúng rồi. Ai tìm ra? Ừ. Ai nhập kìa, ai tìm ra? Sao nghe giống giận gái vậy? À, gái. Gái tìm là ngon rồi. Anh nợ nặng đồ gì nấu không? Không, nội đâu anh nội sao nội vô nội tìm đây có chuyện gì ông vậy nha chị quá ừ, sao em ngồi ăn được quá lấy quà nặng gì hả lấy em gọi đây em ngồi ăn từ bữa tới giờ luôn mà nửa tháng nay anh có liên lạc với em đâu mà bữa ngày nay ai vậy ai vậy ngầu gói chị bị em sao chó tìm anh kìa nói chuyện với người ta chứ giờ anh giải quyết công chuyện mình sao anh trốn em luôn vậy nè nói chuyện gì vậy đâu em có uống nước nước gì anh ngồi đây nói chuyện với chị ăn đây ngồi lại ngồi nói chuyện với người ta đây người ta đang tìm vô gặp ông à, lấy nước đúng không rồi lấy à tôi lấy cho sao biết nhà em vô hay như vậy anh chạy uống nước đi chạy. Dạ em cảm ơn chị. Anh nợ nần tiền nấu không? Có nợ mà trả rầu, một chút mượn con ít trả rầu mà trả rầu. Tại vì không có tiền bạc gì nợ nần gì, bây giờ anh không giải quyết với em thì em nói hết với chị á. Còn nợ nhiêu tiền? Còn nợ nhiêu? Cái tiền bạc gì mà ở nhà tự nhiên có thì mượn vợ tự nhiên reo đừng mượn đừng bèn nữ vậy. Ồn vậy nhiêu có nhẹ rồi vậy trời. Đi gì à? Em không liên lạc được với anh thì sao anh không liên lạc với em cũng đâu phải đâu mất như trời đâu. Bây giờ anh giải quyết của hậu quả của anh sao đây? Ví dụ gì chứ không có máy đâu chị nói em luôn ơi chuyện có em đây chị nói thẳng luôn ơi là có chuyện gì? Có gì hết á, vô chơi mấy em vô chơi. Không lâu rồi quen, tức là anh em đi chơi quen gì đâu. Sao quen mà bạn anh mà sao em biết? Bạn ông sùm thì sao biết hết? Thì giờ về đi, em chưa chiều anh ra. Chiều anh ra làm gì? Hôm bữa giờ nửa tháng nay anh liên lạc với em không có được, anh hứa anh giải quyết công chuyện sao mà giờ tự nhiên. Anh ra làm gì? Giờ người ta gặp thì cứ ba mặt một lần nói chuyện đi chứ làm gì anh ra ngoài đá chi? Ngoài đá là ngoài nào? Rồi bây giờ anh giải quyết công chuyện mình sao cho còn em mới xin
xong rồi em vô đây em nói chuyện nén non, anh nghĩ sao anh giải quyết công chuyện mà anh đợi em phải vô như vậy? Vì giải quyết cái chuyện mình rồi sao, làm chuyện mình là sao? Giờ anh không giải quyết thì em nói chuyện với chị. À nói chị, nói rõ ràng giùm cái chứ em thấy đang chỗ đoạn đây mà thấy mập mờ này. Vì sao anh cứ đáo gì vậy, anh cứ ngồi đấy, bây giờ em nói chuyện với chị rồi. Em nói với chị là em với anh Thân là cũng có quen nhau một thời gian. Nè anh, bây giờ em và anh có đứa em mới sinh mà giờ anh không có chịu trách nhiệm với em. Gì à, chịu à? Không, không có chịu gì hết đó. Nó giỡn á, chặt em làm cái không có cái nói giỡn, em cái chuyện đó là em có giỡn, em nói chuyện với chị có. Cậu quen không? Không có. Sao tại sao giờ không quen mà người ta vô tới nhà người ta nói đây nè? Cái đây đâu phải chuyện đơn giản đâu, bây giờ giỡn. Chuyện có chị. Ai đâu mà giỡn gì nói anh. Nói đi. Giỡn hả em đi giờ giỡn ra. Giỡn gì? Giỡn gì? Không, không giỡn. Đỡ cho đáng đáng quá chị, sao vậy? Chứ sao? Chị kia trời. Rồi chị nhắn vô dùm em cái lên cho nó nấu, thì nhắn lên cho đỡ chạch hủ qua đó chị. Vậy? Trong tin nhắn á, hồi nãy tin nhắn chút đơn gì vậy á, em giờ mới đăng lòng sao anh không chịu. Sao giờ người ta nói anh có quen không? Quả nãy vậy nè, bây giờ anh giải quyết một lần luôn ấy, anh đừng có ập mập mờ nữa. Bây giờ dù giải quyết sao, hàng tháng anh nuôi con sao, sao như thế nào. Bây giờ nó là 4 tháng rồi mà em không có hết cái gì hết mẹ. Anh cũng không ra, không biết gì hết mà nửa tháng nay cũng có con rồi em Thăng. Em mới sinh nó chạy 4 tháng rồi á. Có con rồi luôn ấy. Không có. Giỡn á, nó giỡn. Cái gì đó từ từ rồi nó mày nhưng đúng hay không rồi biết đâu có, biết phải anh biết không. Anh ở nhà tao cũng nấu mà đi đâu. Giờ bây giờ về nhà quen nói chuyện nha. Có giỡn á, để em về đi. Về về sao giao thức một lần như thế nào em cũng không có muốn ồn ào, nhưng mà anh là bây giờ giỡn như em là em. Mẹ giờ chị hỏi, em hỏi chị nè. Ông quen chị á. Dạ, ông quen em. Ông quen em từ thời gian em còn làm ở dưới kia. Quen một thời gian, nói chung là hồi đó thì em không có biết. Anh nói với em là anh với chị lục đục sau đó em không biết. Chừng anh nói gì cái là em cũng quen, quen một thời gian. Chừng sau em bắt đầu là bây giờ em sinh rồi. Biết em là gần 4 tháng rồi. Thôi bây giờ thì anh có hay không thì anh cứ nói chứ tự nhiên. Có không? Chứ sao ông nhận ông làm được mà sao ông là ông không nhận? Bây giờ em nói chuyện chị này. Nè giờ anh Hân có quen chị đúng không? Có, bây giờ có con rồi luôn ấy. Dạ đúng rồi, em mới sinh với em gần 4 tháng rồi chị. Chị không tin em nói chung em có bằng chứng đầy đủ hết đó. Anh là gơ anh Hân. Mày tin không cho tao không tin đâu ạ. Em thì em cũng không tin đâu ạ. Liên. Đâu mà ấy là chị giỡn ấy, không phải giỡn hay sao vậy? Em không giỡn. Phải là giờ đàn bè phụ nữ với nhau em á, chuyện này sao mình đem vô mình giỡn được chị, sao em giỡn mấy chuyện nói được, nó ảnh hưởng đúng tới đâu, em chuyện đó sao giỡn được, làm sao mà đi giỡn được. Nhưng mà chị hạnh phúc gia đình gì đó ấy, bằng chứng gì à, chị có bằng chứng gì không? Chứ giờ chị nói không không vậy. À đợi đợi, em gì à? Chịu anh ra. Làm sao gì à? Ông đây là làm gì? Chị đó, giải quyết xong cho tự nhiên. Tại sao giải quyết ở đây luôn? Không hay, chuyện đơn giản không mà anh nói vậy. Chuyện nó lỗi anh muốn. Quá lỗi gì? Vậy là cáo đúng không? Vậy là cáo thiệt đúng không? Đàn ông là đàn ông hèn này, chỉ có những thằng hèn khốn nạn nó mới làm rồi không chịu trách nhiệm thâu. Tại sao vậy ông Hân? Thử ông phán bầu tôi đi. Vì sao ở nhà cũng hai ba đứa con chứ đâu phải không có. Đây có cái có chứ đâu phải không có đâu mà giờ ông đi ra ngoài đường ông tồn tên ông. Giờ ông quen người ta nhà ông làm con người ta có con rồi. Giờ ông báo ông chạy em. Chạy đi đâu được trong khi đó nhà cửa ông ở đây. Giờ người ta mò vô tới mặt vô tới nhà đây. Em cũng không muốn ồn ào đâu. Tại nuôi tháng nay anh không có liên lạc thì em nói là thôi bây giờ anh với chị vẫn ở với nhau. Thì bây giờ em nuôi con. Em không có cái gì mà đòi hỏi gì với anh hết đó. Em chỉ cần ở hàng tháng gọi cho anh biết đồ này kia để quan tâm nó thôi. Chứ còn đây thì nửa tháng nay ông có liên lạc với em. Thì em buộc em phải vô như thế này. Giờ em cũng không muốn chạy lâu dài. Thì mà mình giấu dài cũng được. Sau này làm sao mà giấu được chị. Nên là em phải vô em nói chuyện. Lỡ có chuyện mà em nói luôn cho chị biết. Tôi không nghĩ, tôi không ngờ tôi rơi vô trong tình thế này nữa. Tại sao tôi có thể làm vậy được với tôi vậy? Alo? Sao em? Chị xong chưa? Chị chưa xong. Ông giờ ông ở trong nhà đây mà, ông cố thủ trong nhà đây mà. Ông này đó, thôi em vô đi, em vô đây luôn đi. Người ta ẵm con người ta đi vô tới đây rồi kìa.
Dọn làm gì dọn, ông định giải quyết cái đống hỗn độn này làm sao đây? À bây giờ có không biết nhân viên của em ẻm con vô rồi chừng đó rồi. Chị mình nói chuyện cho đỡ, mấy công không ai. Đâu có nói em. Không giờ tôi kêu bà già lên nói chuyện nha. Giờ đã con vô đầu kia. Lỡ vừa đầu nó lỡ cho ai biết. Lỡ tao rồi mình lỡ. Tại sao lỡ? Ông biết ông lỡ vậy là ông đang phản hồi tôi không? Ừ. Giờ ông lỡ sao? Ông lỡ sao? Giờ mà ông kêu lỡ. Bây giờ anh giải quyết sao? Thôi giờ em ẩm con nó vô vậy rồi bây giờ thâu uống ấy em đó. Bây giờ em vô ở giọng luôn. Em tôi giờ tôi dẫn thằng cu đi thôi. Giờ còn đỡ lại hai đứa con gái đó. Giờ tá sẵn em ở nuôi hai đứa con cu chị luôn. Giờ chị cũng không chấp nhận được. Lỡ thâu. Giờ ở tôi là thôi nói lỡ thâu người ta ở đồng rồi ạ. Ở đồng rồi chú ý người đó không. Nói bởi sao mà ở lại vậy ở chung cho vui. Em gì vậy? Nên nhắm em gì ông nậu? Ông có em cho ba dễ làm sao vậy? Quý đi. Không, ở đây giải quyết luôn một lần em cũng cần anh ra nữa mà ở đây là anh giải quyết luôn một lần như vậy. Phải giải quyết cho ông ơi, cái đây một mớ hỗn độn anh gây ra, em cũng đâu phải có lỗi đâu, em cũng là người vô tội. Dạ, yeah, em cũng đâu biết, anh nói là chị với anh đâu có còn ở nhau nữa, em cũng đâu biết đâu. Em sao rửa ra rồi em mới biết đó chứ. Chẳng ai mà biết là cái ông này mà một nát hai ba đứa con mà ven lao cái đầu vô đó làm gì, trong khi đó trên tay người dưới gái không che tóc gì hết á. Em cũng ngờ anh luôn á. Anh muốn buồn mà. Đồng ơn. Mẹ mày cũng dạy tao nói thiệt nhá, kiếm thằng nào có tiền đồ nó giàu có thì xếp quân đồ nhà lòng chi hao chục. Tao nói thiệt cái bộ như cái chân khô mẹ mò tiêu ông nữa làm gì tao biết chứ. Muốn giờ nó khô cá bầy cả lũ, giờ nó khô luôn con bí đây nữa. À ông thấy không? Này em giỡn đừng nói lên đeo đầu quá, em muốn như vậy. Lần hồi cái lúc đó anh có đeo đầu không mà sao giờ anh đeo đầu? Chưa. Tao kêu bà nậu, tao kêu bà mẹ chồng lên nói chuyện nữa. Mẹ lên mẹ còn nhận cháu mà tao chứ tao kêu không nói nữa. Anh nói mà anh cho giỡn được nha. Anh nghĩ sao ấy, giờ biết lớn giỡn đồ mồm anh còn chơi kêu nọ nữa. Anh nghĩ sao? Chơi gì ông nói gì? Em không biết của em không có bên anh được của anh không? Bây giờ mà em không vô đâu, em xuống đi, chứ sao em lại đi? Sao lúc đó em xuống ông nói? Đấy, đấy bà mẹ anh vô bây giờ nói chuyện. Xuống thì nói là bình tĩnh hay em bình tĩnh chuyện gì còn có đó. Nên bây giờ nó lú rồi. Đấy ông nói chuyện ơi, ba này một lọ ông nói đi. Gì mà ảo với ba? Bà nào? Bây giờ là ông đi ra ngoài đường này quen người ta, giờ có con má người ta ẩm vô tối nhà người ta tìm nữa. Bây giờ anh nhớ giờ nậu, giờ nậu thấy thì sao? Má nó lỡ. Mày nói vậy tao giờ tám biết mới tao ở nhà vợ con cái mình đó. Tao muốn được con cuối cùng giờ mày làm giờ tao cái mấy tám cưới nữa đó. Mà trong khi đó con học con chỉ cũng trai có gái có. Hai đứa ba đứa như người ta chứ đâu phải thuộc dạng hiếm muộn đồ gì đâu. Phải đi ra ngoài tồn tim mà con đó đâu phải cũng tiều phiều đồ dơ giấy hay là làm biếng hay con là dơ giá. Không biết làm ăn hay như thế nào mà. Thì đi được còn đây nếu con cũng hiếm. Lại giờ bác nói rồi con phải tìm người. Đó người còn con cái thương nó chứ tại sao con như con nói thì con đã có già. Hồi nói với con là anh với chị không có ở nhau nữa. Anh nói với con là chị bỏ đi rồi anh có ở với anh nữa, anh buồn rồi anh nói thì kia con muốn gì đó. Thôi thôi chuyện gì tới chuyện xứ nên là xử lý cái làm gì đâu mà nghĩ sao mà ông nói con với ông không còn ở với nhau. Ông lỡ rồi sao đã ở luôn chui có người nấu cơm. Thì ở đây tôi đâu có cản đâu, giờ tôi đi giờ tôi dẫn con thì đâu em cũng không cần ở chứ mà ý là em muốn giải quyết cho ông biết em nó như nào này, còn em không cần ở như người như vậy thì em không có cần. Ngồi với em làm gì? Người không có trách nhiệm ở với em làm gì? Bây giờ em muốn ông làm gì? Giờ ông cũng đâu có đồng bạc kè nào, ông ngừng đâu mà đòi tru cấp cái gì đến này kia. Nhiệm gì bữa giờ trốn? Nét đau quá, không biết nói làm đây. Sao anh nói gì vậy chứ?
giờ bà chị tôi giả ông tính sao cho ông cứ im im giả sao xong ấy, không phải đơn giản với tôi nha. Không, con cứ từ từ, cái gì cũng có cách xử lý giải quyết sao. Bây giờ bằng mày nói lộn ràng là tao cũng không làm gì được. Một con nữa vô tìm nó, không cần đó, bắn luôn. À, nó không nói luôn đó mày. Đừng có đủ mối điện, nó cố nó nhiều, mày bằng vợ đâu, vợ ba chi vậy trời. Lỡ chưa? Lỡ gì? Có gì mà lỡ? Tại sao lúc đó ông lỡ? Gì mà vừa không biết? Giờ em đã dẫn cho ba rồi, không phải vừa. Giải quyết cho rõ ràng mới vừa cho vừa, sao anh im lặng đi? Nếu ngon mà em con vô đây dài mà anh đợi em đứng dài nè anh. Bây giờ tôi đi, con đi nè nội, giờ con ở đây nấu nữa con giờ. Ngủ ông sao trơ trẽn vậy chứ? Nó nãy giờ sao cứ anh im đâu vậy, anh giải quyết cho chị em bây giờ chứ? Trưa nắng nóng mà cứ đứng ở đây là sao? Đấy mày thấy chưa, mày làm rách rối trong nhà thấy chưa? Vợ có hai ba đứa con trai có gái có mà cứ bị đàn đi rồi bây giờ là xảy ra dài tục có sự dài giờ tao biết chưa biết làm sao? Ừ. À, làm như con vợ mình nó làm biếng đồ đúng không, nó dơ nó ngu nó dốt nó khờ nó khảo đồ nó tí được con nhà bỏ ảnh nhỏ thôi rồi nín gì đồ nhà ông giờ ông thiếu cái gì nữa, ông nhìn từ trên xuống dưới ông coi thương bản thân ông thương thiếu cái món gì nữa mà giờ ông còn đi đeo ngoài đường ông làm khốn người ta nữa, giờ con cái người ta đeo vòng nhà tới vừa vô tìm tới nhà nó sao như vậy là quen lâu cũng có hai nem thì có một nhỏ đi giờ em cũng nói tình nghĩa với chị rồi, cũng là đàn bè phụ nữ với nhau. Mẹ giờ em nói chung không sai thì cũng thành sai rồi. Bây giờ thôi bây giờ em đi về. Anh chị cứ giải quyết công chuyện gia đình. Thì em bây giờ em cũng giờ em vô em thấy giờ em cũng không nói được. Thôi bây giờ em cũng không cần anh không làm gì nữa hết. Bây giờ nhưng nói chung em vô em cũng nói công chuyện với chị vậy. Giờ con cũng cứ với bác về công chuyện nó như vậy. Thôi đỡ con đi về rồi. Anh không nói lại với cô anh nói chuyện với nhau. Bây giờ con cũng đi về. Giờ con vô cũng làm khó làm dở cũng được mẹ giờ tới giờ con cũng đành làm giờ thật sự là không sai nhưng mà giờ thì con cũng là người thứ ba con sai rồi thôi con thưa cô với chị với anh em không con cứ anh em về rồi chuyện gì rồi nó ra chuyện đó con chắc chết rồi anh em thiệt anh ngồi em ngồi anh thấy chưa anh vui gì lắm sao vậy vậy sao bữa nữa bà đi chơi anh không nói từ đầu luôn đi anh nói anh với vợ anh có gì hết. Giờ bà sao? Anh thấy bà khu không? Đó. Người thì thấy tôi hài lòng chút nào luôn á, anh không? Hồi nãy đưa ra nó có một mét ra cho giờ đưa ra coi làm khu được bác giải cái gì đó. Ông anh không khỏe chứ sao bác chị? Ông thấy vô giờ nén non tôi bà cho đi vô đây hả? Thì giờ anh nhớ nó đi nén mắt nó cái chi mũ chị nước là tẩu nó đi dữ vậy. Mũ nó nè, lấy mũ nó đậu đi. Nó mẹ nó đậu đi. Đóng con mũ đi, dẫn lại đây con. Vậy giờ bà phải nuôi con mình á. Người anh vừa phải đâu chứ. Tại sao lúc đó anh rủ bà chào anh không nói? Anh nói rõ ràng với bà luôn đi. Dục mạch chưa? Có giờ anh xử lý sao xử lý á? Giờ em kia. Ở đây em nói nhiều mắc hay mắc vui đi. Anh tự xử lý với bà, đừng đợi em vô nữa nó mắc đi, em tình anh em á. Chị em gì á, hai chị em gì á nha. Còn anh tự xử lý, đừng để bà em con vô nữa. Ừ, anh lẹ luôn. Giọng nhau biết sao? Lỡ đầu lâu đi, không cần máy. Thôi kêu người ta vô, giờ nuôi con đi. Giờ tôi đi. Giờ ông đòi cái nào, ông đòi một cái không cho. Cục đầu ông xong. Vậy là ông đang phản bội tôi, ông biết ông đang cục đầu ông nha. Nha, lúc yêu thương tôi ông nói làm sao? Lúc chưa có con ông nói tôi làm sao? Rồi có con rồi ông nói làm sao rồi bây giờ ông làm rẻ cơ sầu đây. Ừ. Rồi bây giờ ông thấy một bán thân một mình đâu đâu mà ông reo ông gieo biết bao nhiêu mà là rách rối cho biết bao nhiêu người không? Rầu đây rầu đứa nhỏ làm sao? Bây giờ tôi đi thì con của ông đi làm sao? Rồi con của con bí đó làm sao? Bây giờ ông có làm giải được. Bây giờ đâu có làm giải được thử nên không giải quyết làm sao chứ giờ giờ làm từ từ thôi mày út chó với mày mày út thì mày lỡ đâu nhưng mà anh thấy là lỡ đâu giờ anh làm sao tôi là tôi không chấp nhận người thầu ạ còn lấy ly dị là mình ăn nuôi con lớn á tôi nuôi một con thôi
Giờ ông nhắm mà mua được thì ông mua, ông rút thêm mấy đó diện nó ông nuôi hai chồng sống anh. Hai người đấy đâu bắt đầu tìm ra đây. Giờ đâu làm cái trời hết trơn. Chứ không làm cái gì em. Giờ nha. Giờ tôi nói với ông đây này nha. Phải giờ lâu em nói em nó côm rồi mệt á. Nên anh tính kiếm người nó côm. Nói luôn hết. Sao mệt vậy thì mệt. Giờ đàn bà phụ nữ giờ người ta làm công chuyện nhà đồ con cái đồ nè. Rồi nhiều lúc ức chế đồ này kia rồi nói cái câu rồi giải cho bà tức chứ. Vậy làm sao nó quên được nó mệt. Cũng lỡ đâu, ông cũng lỡ đâu thôi đó. Mày giờ tao hỏi mày vậy tại sao tao nấu cơm vậy tao kêu mệt vậy. Cái ông đi làm ông ra ngoài ông kiếm con khác gì giờ phụ tao mà. Em nói anh là anh giải là cũng được. Anh giải là anh sai rồi anh cũng được. Giờ anh phải có hướng giải quyết ra đàng hoàng. Bây giờ tao nói đâu á, riêng tôi nha. Tôi làm gì làm nha, chồng tôi nha hư đốn sao được, em cho đồ sao được. Sai một lần có thể quay lại được, còn riêng cái chuyện phản bội là dẹp. Đối với tôi không bao giờ trong có trong cái cuộc đời của tôi. Bây giờ ông phản bội tôi một lần rồi á, là ông sẽ phản bội thêm lần thứ hai. Bây giờ tôi với ông là sẽ ly dị, tôi đi, tôi không có ở đây nữa đâu. Chồng như vậy là tôi không ở đâu, sai là sai một lần. Không có lần thứ hai cũng, tôi không bao giờ cho ông cơ hội xuống sai luôn. Đâu đó chiều anh hẹn. Không, tôi nói không là không, mà giờ ông hẹn lại như vậy đi. Giờ có sự hậu quả nó rành rành vậy đâu. Thè là một thân một mình con bé kia thì tôi không nói. Còn đây giờ nó đã có con rồi. Là một cái chuyện khác nữa chứ không phải là đơn giản là chuyện nam nữ không đâu. Anh tự ông giải quyết đi. Tôi là tôi nói đâu á, tôi đi làm ở đâu, tôi làm anh luôn con á. Giờ tôi không ở với ông nữa đâu á.